từ đầu năm đến nay, hiện tại tại Sơn La đã làm 3 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại gần 1.000 ngôi nhà và sản xuất nông nghiệp, các công trình hạ tầng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 77 tỷ đồng. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Quốc tế. Bế tắc chính trị tại Thái Lan dự kiến sẽ còn tiếp tục kéo dài sau khi Chủ tịch Quốc hội Wanot tuyên bố hoãn phiên bỏ phiếu bầu thủ tướng vào hôm nay cho tới khi tòa án hiến pháp ra phán quyết cuối cùng về tính hợp hiến của nghị quyết do Quốc hội Thái Lan thông qua, ngăn Chủ tịch Đảng Tiến bước bị tàn tái ứng cử cho cuộc bầu chọn thủ tướng lần hai hôm 19 tháng 7 vừa qua. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Thái Lan. Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Quốc hội Wanot cho biết cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng sau khi tòa án hiến pháp ra phán quyết cuối cùng vào hôm 16 tháng 8 tới đây về nghị quyết của Quốc hội bác bỏ việc tái đề cử lãnh đạo đảng tiến bước Peter Lucharat vào vị trí thủ tướng. Ông Peter đã bị tòa án hiến pháp đình chỉ tư cách nghị sĩ do liên quan cáo buộc ông sở hữu cổ phần của một công ty truyền thông khi đăng ký tranh cử nghị sĩ, vi phạm hiến pháp. Tuy nhiên, theo hiến pháp Thái Lan, một ứng cử viên thủ tướng không nhất thiết phải là nghị sĩ Quốc hội và có thể được tái đề cử. Ngay sau tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Wanot, đồng bạc đã giảm 1,1% xuống khoảng 34,64 bạc đổi 1 đô la Mỹ, bất chấp quyết định tăng mức lãi suất cơ bản lên 2,25% của Ngân hàng Trung ương Thái Lan vào hôm qua nhằm duy trì mức lạm phát ở ngưỡng mục tiêu và ngăn chặn các rủi ro kinh tế tài chính trong thời gian tới. Trong bối cảnh chưa thể thành lập chính phủ mới, Quốc hội Thái Lan khó có thể phê duyệt ngân sách năm 2024 trước tháng 10 tới đây, khiến các khoản đầu tư và chi tiêu công mới cũng sẽ bị trì hoãn. Về điểm nóng Niger, hôm qua người dân xuống đường tuần hành thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc đảo chính và hội đồng quân sự thường quyền. Phóng viên Tuấn Nguyễn thường trú Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi. Quân sự lật đổ chính quyền dân sự do Tổng thống Mohamed Bazoum đứng đầu, người dân Niger đã tổ chức các cuộc biểu tình bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đảo chính và hội đồng quân sự cầm quyền. Đáng chú ý, những người biểu tình ở thủ đô Niamey đã dâng cao khẩu hiệu bày tỏ sự ủng hộ đối với Nga, đồng thời phản đối sự hiện diện của Pháp. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố hoàn tất quá trình sơ tán công dân khỏi Niger. Theo đó, Pháp đã sơ tán tổng cộng 1.079 người, trong đó có 577 công dân Pháp bằng đường hàng không và số người này hiện đã an toàn. Trước đó, chính quyền Pháp ước tính có khoảng 600 công dân nước này đang cư trú tại Niger vào thời điểm xảy ra cuộc đảo chính. Ngoài Pháp, một số quốc gia phương Tây khác như Mỹ, Anh, Italia cũng quyết định sơ tán công dân hoặc giảm bớt số lượng nhân viên ngoại giao chủ yếu ở Niger. Trong phiên họp hôm qua, cơ sở địa phương, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu ngày càng nguy hiểm, nguy cơ sắp diễn ra một cuộc khủng hoảng mới đe dọa các nhóm dân số dễ bị tổn thương. Tin của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ. Trước nguy cơ khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí đặt tình trạng mất an ninh lương thực và nạn đói do xung đột gây ra làm trung tâm chương trình nghị sự của mình. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thống nhất quyết tâm giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực và các nguyên nhân khác nhau gây ra tình trạng này. Hiện có gần 350 triệu người tại 79 quốc gia đang trải qua tình trạng mất an ninh lương thực thường xuyên hoặc trầm trọng hơn do xung đột vũ trang. Phát biểu trong phiên họp, Ngoại trưởng Mỹ Blinken, nước chủ tịch luân phiên tháng 8, cũng khẳng định sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo Nga có thể tự do xuất khẩu lương thực nếu quay lại thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc an toàn của Ukraine qua Biển Đen. Tất nhiên, trong trường hợp quay trở lại thỏa thuận, chúng tôi sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo rằng mọi người có thể xuất khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm của họ một cách tự do và an toàn, bao gồm cả Nga. Liên minh châu Âu vừa mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Belarus vì cho rằng nước này đã lách các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu nhằm vào Nga do xung đột ở Ukraine. Tin của phóng viên Thu Hà thường trú tại Liên bang Nga. Liên minh châu Âu áp đặt lệnh cấm bổ sung việc xuất khẩu sang Belarus các loại vũ khí, đạn dược, hàng hóa và công nghệ sử dụng trong ngành hàng không và vũ trụ, những mặt hàng góp phần vào việc cải tiến quân sự của nước này. Đó là những nội dung nêu trong tuyên bố mới nhất của Ủy ban châu Âu EC. Các biện pháp mới này nhằm siết chặt hơn nữa giữa các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga và Belarus và đảm bảo rằng các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu nhằm vào Nga không thể bị phá vỡ thông qua Belarus.
Liên minh châu Âu cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 38 công dân và 3 công ty của Belarus vì liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Danh sách trừng phạt mới này bao gồm các thẩm phán, điều tra viên, nhà báo, quan chức an ninh Belarus. Thưa quý vị và các bạn, đến với thủ đô La Habana của Cuba dịp này, ngoài những chiếc xe ô tô cổ, mô tô và xe kéo mà người Cuba sử dụng để đi vòng quanh thủ đô, thì có một loại phương tiện mới, vừa lạ vừa quen cũng đang dần xuất hiện trên các đường phố. Đó là những chiếc xe đạp trên. Vero Cuba là cửa hàng xe đạp chuyên sản xuất loại hình xe đạp tre này. Khác với các xe đạp thông thường, các xe đạp ở đây được làm từ những đoạn tre, một nguyên liệu sẵn có và trồng rất nhiều ở Cuba. Laura Cruz, một luật sư của cửa hàng cho biết. Xe đạp tre là một phương tiện giao thông bền vững và thân thiện với môi trường. Đây là một loại phương tiện đang được ủng hộ trên toàn cầu. Tre là một loại cây rất dễ trồng. Mỗi cây tre bị chặt để làm xe đạp, ngay lập tức 10 cây khác đã được trồng thay thế. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không tác động tiêu cực đến quá trình phát triển của cây và mọi thứ đều được sử dụng. Điều đặc biệt là những chiếc xe đạp tre này đều được làm từ bàn tay của những người dân địa phương, được cửa hàng xe đạp này hướng dẫn và thuê để làm. Trong số đó có rất nhiều người khuyết tật. Anya Pelin Corrale, một sinh viên khiếm thính nói. Đối với những người khiếm thính như chúng tôi, việc học một kỹ năng là rất quan trọng và chúng tôi rất vui. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều mà chúng tôi chưa biết và điều đó giúp chúng tôi có việc làm trong tương lai. Ra mắt được nhiều người tiêu dùng đón nhận do nhẹ, thân thiện với môi trường và giá thành cũng hợp lý. Đây là dự án do Đại sứ quán Hà Lan tại Cuba tài trợ. Tiếp theo là tin thể thao. Đội trận tối qua của World Cup 2023 đã chứng kiến bất ngờ lớn tại bảng H. Hàn Quốc cầm hòa Đức 1-1 và cùng bị loại. Trong khi đó, tân binh Maroc đánh bại đội đầu bảng Colombia với tỷ số 1-0 và giành vé vào vòng 1/8 với tư cách đội nhì bảng. Tối qua tại Baku, Azerbaijan, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Linh, Elo 2740, tiếp tục hòa với kỳ thủ người Serbia Ivanisevic, Elo 2536 ở lượt về vòng 2 World Cup cờ vua 2023. Bất phân thắng bại sau hai ván cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Linh cùng Ivanisevic sẽ đấu play-off cờ nhanh nếu hòa đấu tiếp cờ chớp vào ngày hôm nay để quyết định tấm vé vào vòng 3. Sau Wimbledon 2023, Djokovic tạm thời xa tennis và dành thời gian cùng gia đình tại Croatia. Mới đây, Djokovic thông báo không chơi Roger Cup, sự kiện Master 1000 diễn ra tại Canada từ ngày 17 tới ngày 13 tháng 8. Tay vợt 36 tuổi xác nhận chỉ tham dự Cincinnati Master diễn ra tại Mỹ từ ngày 13 tới ngày 20 tháng 8. Sự trở lại của Djokovic nhằm chuẩn bị cho Grand Slam cuối cùng trong năm là Mỹ mở rộng từ ngày 28 tháng 8 tới ngày 10 tháng 9. Đồng thời tạo áp lực lên đối đầu của Carlos Alcaraz. Theo bảng xếp hạng ATP, Djokovic hiện chỉ kém Alcaraz đúng 430 điểm. Nếu giành được chức vô địch sự kiện Master trên đất Canada, Alcaraz có thêm 990 điểm, chỉ phải bảo vệ 10 điểm và sẽ chắc chắn giữ ngôi đầu cho tới US Open mà không cần tới kết quả ở Cincinnati Masters. Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng khu Đông Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận, chiều và tối có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ, chiều và tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa vừa và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang
có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực bắc và giữa biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 6, giật cấp 8 cấp 9, biển động. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 5, riêng vùng biển phía tây mạnh cấp 6, giật cấp 8 cấp 9, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 4. Bây giờ là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta lên đường thăm chính thức Indonesia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN. Người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long bước vào đợt thu hoạch của